Xin chào quý vị, đây là kênh YouTube Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Tâm Anh. Chúng tôi hôm nay quay trở lại với quý vị một cái chủ đề mà tôi cho rằng là rất là nhiều người đang gặp phải, đó là đau cơ khi mà luyện tập thể thao. Thế thì chúng ta biết rằng là trong cơ thể chúng ta, cái cấu tạo của một cái cơ nó bao gồm nhiều những cái sợi cơ, và sau đó cơ nó sẽ có một cái đơn vị gọi là đơn vị gân cơ, tức là nó chuyển từ cơ sang cái phần gân. Và khi mà chuyển từ cơ sang gân, nó có một cái phần nó gọi là phần gân cơ, tức là lúc đó cơ nó nhỏ đi, phần gân bắt đầu hình thành và thay thế cái lớp cơ từ từ để chuyển qua hẳn cái phần gân bình thường. Và gân khi bám vào xương thì nó sẽ thực thi cái cơ, nó sẽ phát ra một cái công và nó làm co các cái co cơ lại. Và khi co cơ thì sợi gân này sẽ chuyển tải cái công đó sang cái phần khớp và làm cho khớp cử động. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là nó giống như một cái máy, ví dụ như cái máy xe chẳng hạn, cái động cơ đốt trong, và động cơ đốt trong này nó sản sinh ra công, công sẽ quay các cái trục và nó sẽ làm cho bánh xe chuyển động, và như vậy xe sẽ chuyển động. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nói về vấn đề tổn thương cơ. Mà trước khi nói về tổn thương cơ thì chúng tôi sẽ trình bày quý vị về các cái kiểu tập bình thường mà chúng ta hay đang gặp. Chúng ta có 3 loại kiểu tập, một cách nôm na là như vậy, không nhất thiết là phải chia rạch ròi, nhưng mà quý vị sẽ thấy có 3 kiểu tập. Kiểu thứ nhất là các bạn đến phòng gym, các bạn sẽ thấy có những người cơ rất là to, các lực sĩ thể hình chẳng hạn, họ gồng lên là chúng ta thấy một con chuột bự nổi lên liền, và thân hình thì cuồn cuộn múi nào ra múi đó, các cơ rất là rõ ràng. Kiểu này là các kiểu tập làm cho giãn nở cơ. Và thông thường với kiểu tập như vậy, người ta sẽ tập như thế nào? Người ta sẽ tập với một khối lượng tạ rất lớn và tập trong một thời gian ngắn để cho kích thích các cái khối cơ nó nở ra. Chúng ta thấy người ta luyện các cái cơ là ở chỗ này. Một kiểu tập khác mà chúng ta thường hay gọi là kiểu tập để cho có một cái thân hình cho nó đẹp và nó thon chắc, đốt bắt các cái mỡ đi, đó là cái kiểu tập mà mình gọi là cardio, hay là kiểu tập tăng cường cái sức dẻo dai chịu đựng. Thì tập cardio là người ta thấy rằng là chúng ta sử dụng những cái động tác bình thường mà trong hoạt động chúng ta vẫn sử dụng, nhưng mà nó hơi cao hơn một chút so với bình thường, và trong một thời gian dài lặp đi lặp lại cái động tác đó. Để làm chi? Để cơ thể sẽ đốt cháy gluco, và sau một thời gian nó sẽ đốt cháy các mỡ để nó tạo ra cái năng lượng để cho chúng ta hoạt động. Và như vậy thì nó sẽ cắt bớt mỡ đi, và khi tập như thế này nhịp tim của chúng ta sẽ tăng lên. Như vậy chúng ta sẽ làm cho cái sức chịu đựng, cái sự dẻo dai của cơ thể nó tăng lên. Và cái kiểu tập cuối cùng là kiểu tập mà người ta dùng gọi là cái năng lượng lấy ra từ mỡ, tức là cái kiểu mà đốt bớt mỡ đi. Chúng ta sẽ thấy người ta sẽ tập trong một thời gian, tức là cái cường độ tập không lớn, có thể là như bình thường, nhưng mà kéo dài một thời gian dài. Chúng ta thấy rằng là khoảng cỡ 15-30 phút đầu tiên cơ thể sẽ đốt các glucose trong cơ thể để mà cung cấp năng lượng. Nhưng sau thời gian đó, khi lượng glucose cạn kiệt thì cơ thể sẽ đốt cháy mỡ ở trong cơ thể và sẽ dùng mỡ để tạo ra cái năng lượng để mà tiếp tục cho chúng ta tập. Cái loại này thì nó sẽ đốt cháy mỡ rất là tốt và sẽ làm giảm mỡ nhanh, nhưng mà nó sẽ tạo ra axit lactic, và như vậy nó sẽ làm chúng ta rất là dễ bị mỏi cơ. Ví dụ chúng ta đi trekking chẳng hạn, chúng ta đi bộ rất là lâu, chúng ta thấy bây giờ đang có cái phong trào đi trekking mà cái cung đường rất là nổi tiếng, đó là Tà Năng Phan Dũng đó chẳng hạn. Hoặc là chúng ta thấy có những bạn là tham dự các cái buổi mà đi trekking xuyên rừng, hoặc là đi vào trong các cái cung đường rất là dài, thì chúng ta thấy đi như vậy thì chúng ta sẽ đốt cái mỡ rất là nhiều và nó tạo ra một cái sự dẻo dai cho cơ thể. Đối với nhóm người mà tập gọi là tập cho cơ nở ra đó, thì quý vị sẽ thấy nó như thế nào, cái nguy cơ chấn thương cái sợi cơ nó sẽ xảy ra. Thì khi chúng ta thấy rằng là chúng ta phải nâng một cái vật nặng đột ngột và ngắn trong một thời gian ngắn, rất nặng quý vị, thì cái cơ nó sẽ phải phát ra một cái công để hoạt động nó. Và đôi khi cái cơ phát ra công mà không đủ thì chúng ta sẽ thấy rằng là chính cái tạ hoặc là cái máy mà chúng ta đang tập nó sẽ rơi xuống. Và như vậy khi chúng ta cố sức dùng cơ
để mà giữ lại thì các sợi cơ nó sẽ bị đứt và sẽ bị chấn thương. Cái này chúng ta sẽ thấy rất là hay gặp trong những trường hợp chúng ta tập tạ hoặc là chúng ta học yoga mà chúng ta làm những cái động tác xoạc chân hoặc là xoạc tay một cách đột ngột chẳng hạn, mà cơ chưa kịp giãn ra thì chúng ta sẽ nghe một tiếng rắc và đôi khi chúng ta sẽ thấy bầm máu ở cái vùng đó. Có nhiều người tập con chuột chẳng hạn, nâng một cái vật rất là nặng, ví dụ 40-50 kg chẳng hạn, mà khi cố gắng nâng lên thì chúng tự nhiên người ta nghe cái bực một cái và thấy tự nhiên con chuột chưa hết nó nổi lên một cục bự liền. Người ta tưởng đâu là thành chánh quả rồi, nhưng mà thực ra không phải là thành chánh quả, mà nó đứt luôn cái đầu gân nhị đầu ở trên này, làm cho con chuột nó co lại, nó bự lên. Và chúng ta thấy người ta thấy đau nhói, nhưng mà sau đó về có thấy con chuột nó bự hoài, nó không có lặn xuống được sau cái tay bên kia. Thì đây là cái chấn thương cấp tính làm đứt các sợi cơ hoặc là đứt các cái điểm bám gân của các cái cơ đó. Ví dụ cái cơ con chuột này là cơ nhị đầu cánh tay và nó đứt cái đầu dài của gân cơ nhị đầu cánh tay, làm cho con chuột mình nó bự lên. Đối với cái nhóm cơ mà hay bị chấn thương nữa là cơ tứ đầu đùi, nhất là khi mà các cái vận động viên họ tập, họ phải đẩy một cái khối tạ rất là lớn để cho cái khối cơ tứ đầu đùi nó to lên, hoặc là cái nhóm cơ ở phía sau đùi, thì cái nhóm này nó rất là dễ bị rách và chúng ta thấy nó sẽ bầm máu liền, biểu hiện là đau đột ngột, các bạn không thể tập được nữa và sẽ có xuất hiện sự bầm máu ở trong đó. Đối với cái nhóm thứ hai là nhóm tập cardio, thì cái nhóm này khi chúng ta tập nó có một hội chứng, nó gọi là hội chứng quá tải, gọi là hội chứng đau cơ muộn. Tức là khi chúng ta tập đó thì mới đầu thì nó không đau, nhưng mà 2-3 ngày sau về nó mới bắt đầu nó đau quý vị. Và khi nó đau thì chúng ta cứ càng tập thì nó lại càng đau càng mỏi, càng tập càng đau càng mỏi. Và dần dần cái khối lượng tập của mình nó càng ngày càng ít đi. Và tới mức người ta chỉ nghĩ tới cái chuyện tập thôi, người ta cũng thấy nó đau và nó mỏi rồi. Thì đây là một cái tổn thương ở bên trong của cái sợi cơ, ngay ở như cấu trúc vi thể bên trong sợi cơ. Và người ta gọi đây là hội chứng đau cơ muộn. Để giải quyết cái công việc cái này, để giải quyết cái bệnh lý này, thì người đó không nên bỏ tập mà vẫn phải tập đều. Tuy nhiên cái khối lượng tập phải giảm xuống, thậm chí là giảm đi hẳn đi so với người bình thường. Tức là ví dụ quý vị mới đầu tập là 10 kg, thì bây giờ mình phải giảm đi một nửa luôn, và mỗi ngày tập một chút, mỗi ngày tập một chút, tăng từ từ lên. Và cái chuyện mà tăng cái khối lượng cơ này đôi khi phải tính hàng tháng chứ không phải tính hàng ngày được quý vị. Nó gọi là hội chứng đau cơ muộn. Cái hội chứng này nó làm cho có nhiều người hỏi chúng tôi là: bác sĩ ơi, tại sao bác sĩ nói em đi tập thì nó khỏe mà sao em càng tập càng đau càng mỏi, tối ngủ không ngon, sáng dậy thấy người ể oải, ra phòng tập tập chút xíu là thấy nó đau, về nhà nó cũng đau. Thì đối với cái này, thực ra các loại thuốc giảm đau không giải quyết được vấn đề, mà vấn đề phải giải quyết bằng cái câu chuyện là tập với một cái cường độ thấp. Và nó ảnh hưởng tới vấn đề tâm lý. Tâm lý là tại vì sao? Là tại vì chúng ta tập, chúng ta tưởng là chúng ta khỏe hơn, nhưng mà chúng ta lại không khỏe hơn. Thì nó làm cho mình suy sụp, nó làm cho mình cảm giác mình bị trầm cảm, và mình nghĩ có một cái gì đó sai sai trong cái chuyện này. Và khi mình đã nghĩ nó sai rồi thì là mình sẽ thấy rằng là mình không muốn tập nữa. Nhưng mà cái chuyện mà tái tập trở lại với sự khích lệ động viên của các người hướng dẫn, với một cái cường độ tăng từ từ và bắt đầu rất nhẹ, thì chúng ta sẽ giải quyết được câu chuyện này. Đối với người phụ nữ thì còn có thêm một cái câu chuyện nữa là phụ nữ, đặc biệt là ở giai đoạn chưa có mãn kinh thì chúng ta có kinh nguyệt. Và khi chúng ta có kinh nguyệt thì chúng ta sẽ bị mất máu, và có khối lượng mất nó sẽ tùy theo từng người một. Có người sẽ mất máu kinh rất nhiều, có người mất máu ít. Những người mất máu nhiều vào những ngày hành kinh họ rất là mệt mỏi. Vì sao? Vì có sự thiếu máu tương đối, và như vậy lượng oxy cung cấp cho cơ nó sẽ giảm đi, và chúng ta tập chúng ta sẽ thấy rất là mau mỏi mệt. Và như vậy thì với những người phụ nữ mà khối lượng kinh mất nhiều, thì những ngày có kinh chúng ta có nên tập hay không? Chúng ta vẫn có thể tập, nhưng mà cái cường độ nó phải giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là chúng ta tập cho vui, hoặc là chúng ta tập chỉ để duy trì, chứ không nên tập nặng như những ngày bình thường, vì chúng ta tránh cái hiện tượng gọi là quá tải. Và khi mà chúng ta tập quá tải thì chúng ta sẽ dễ bị chấn thương và sẽ dễ bị rách cơ cũng như đau cơ. Ngoài ra chúng tôi còn hay có một câu chuyện là như thế này, là hội chứng chiến binh cuối tuần.
Tức là gì? Tức là có những người làm việc từ thứ hai đến thứ sáu không tập tành gì hết, nhưng mà thứ bảy chủ nhật thì được nghỉ, và lúc này thì chúng ta hẹn hò ra sân đánh nhau. À, không phải là đánh nhau mà là gọi là đánh tennis, đánh cầu lông đi chơi. Thế nhưng mà cái việc mà có một cái sân đánh tennis nó rất là khó khăn. Thành ra khi chúng ta thuê được sân thì chúng ta thường hay cố, chúng ta sẽ đánh từ sáng tới chiều. Đặc biệt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày hè thì nó rất là nóng. Thì chúng ta đánh xong rồi, đáng lẽ chúng ta phải nghỉ ngơi, chúng ta phải cung cấp đầy đủ nước, rồi chúng ta phải ăn uống đầy đủ, rồi chúng ta nghỉ ngơi, ngủ nghê để lấy sức, thì không. Chúng ta lại kéo nhau đi nhậu. Và ngồi trên bàn nhậu, quý vị sẽ nói là ủa, nhậu thì uống bia thì cũng không cung cấp nước. Không phải quý vị, uống bia sẽ không cung cấp nước cho cơ thể nhiều đâu quý vị, mà đôi khi nó có thể làm cho mình mất nước nhiều hơn. Khi chúng ta ngồi nhậu triền miên như vậy, cơ thể không được nghỉ ngơi, rồi nó còn lại phải tăng cường hoạt động để giải độc cái chuyện mà uống bia rượu của mình vô nữa. Và như vậy cơ thể nó sẽ bị suy sụp. Và quý vị sẽ thấy rằng là tại sao mình chơi xong hai ngày thứ bảy chủ nhật, thứ hai là ể oải liền, không làm việc nổi. Và nếu mà cái tình trạng này cứ lặp đi lặp lại kéo dài nhiều lần thì chúng ta sẽ thấy cơ thể chúng ta không những nó không khỏe lên, mà các khớp, các cơ nó bị đau. Và có nhiều người đến hỏi là ủa bác sĩ ơi, sao mà tôi tập, nghe bác sĩ nói tôi tập như vậy một tuần là khoảng cỡ 3-4 tiếng đồng hồ là đủ, hoặc là 5 tiếng đồng hồ là đủ, mà tôi chơi thứ bảy chủ nhật tôi chơi tổng cộng 8 tiếng như là dư rồi, đáng lẽ nó phải khỏe chứ sao nó không khỏe, nhưng mà nó lại đau hơn, là vì chúng ta đã sử dụng quá mức quý vị. Cái gì nó cũng vậy, cái máy nó cũng có phải thời gian để nghỉ ngơi, cơ thể chúng ta cần phải được nghỉ ngơi. Thông thường chúng ta hay ép cơ thể chúng ta làm việc mà chúng ta quên đi cho nó cái thời gian nghỉ ngơi. Và triệu chứng đau là tiếng nói của cơ thể cất lên để báo cho chúng ta rằng là chúng ta đang gọi là bóc lột sức lao động của chính chúng ta bằng cái việc chơi thể thao sai cách, bằng cái việc là phí sức vào những cái cuộc chơi, hay là mình đã tiêu hao quá nhiều năng lượng mà không cho cơ thể nó hồi phục trở lại. Quý vị nên nhớ ha, thành ra là mình phải lắng nghe cái cơ thể của mình. Và cái tiếng nói quan trọng nhất của cơ thể đó là đau. Đau ở đây không nhất định phải là một cơn đau chói, mà đau ở đây có thể là sự mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi, cảm giác âm ỉ, cảm giác có gì đó nó không thoải mái. Chúng ta chơi thể thao làm sao sáng dậy người phải thấy sảng khoái, phải thấy có động lực để muốn đi làm. Chứ còn nếu mà dậy mà thấy nó uể oải trong người, các cơ vận động chỗ nào đau chỗ đó, ấn vô là nó đau, thì chứng tỏ là chúng ta đã vận động sai rồi. Quý vị nên nhớ, chơi thể thao có thể sử dụng công thức 3-5-7, 30 phút cho mỗi ngày, 5 ngày trong một tuần, đó là điều tối thiểu. Nếu quý vị có thể được 45 phút hay 1 tiếng trong một ngày, mà chỉ cần 5 ngày trong một tuần, không cần liên tục quý vị, phải có một cái thời gian một vài ngày để cho cơ thể nó nghỉ ngơi, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là nước và các cái chất khoáng cần thiết, ví dụ vitamin nè, canxi nè, và như vậy thì chúng ta các cái vi khoáng chất nữa, magie này nọ, thì chúng ta sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh. Còn ngược lại, chúng ta bào mòn nó quá thì chúng ta sẽ bị hư khớp nè, cơ cũng sẽ bị đau nè. Và như vậy mà chúng ta thấy rằng là một cái xe mà bốn bánh nó hư rồi thì xe nó không chạy được nữa. Chúng ta hy vọng rằng là quý vị sẽ qua cái video clip này thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn cơ thể của mình, hiểu rõ hơn được cái hệ cơ xương khớp của mình, và sẽ có một cái chương trình luyện tập đúng cho mình để mà mình cảm thấy có sức khỏe hơn để mà còn làm việc. Xin chào quý vị và xin hẹn ở những video clip khác. Quý vị đừng quên đăng ký vào kênh YouTube Chấn Thương Chỉnh Hình của Bệnh viện Tâm Anh. Quý vị sẽ được nhận những video clip mỗi tuần nói về những vấn đề cơ xương khớp và các vấn đề liên quan với những cái ngôn ngữ bình dân, và chúng tôi hy vọng chúng tôi có thể cung cấp các kiến thức phổ biến nhất cho quý vị về hệ cơ xương khớp của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.